Lối nhỏ của Đen Vâu là một thể loại âm nhạc rap trên cái nền acoustic, và đó chính là cái định hướng mà anh muốn theo đuổi. Thì cũng có một vài cái ý kiến, một vài bạn khán giả Ừ. hỏi câu là có phải là cái đoạn guitar ở phần đầu đó là lấy cảm hứng từ cái bài Lối nhỏ của Đen Vâu không? Ừ. À, không phải. À, Lối nhỏ của Đen Vâu là một thể loại âm nhạc rap trên cái nền acoustic, và đó chính là cái định hướng mà anh muốn theo đuổi trong cái sản phẩm này. Có nghĩa là wow, rap không cần phải trên beat nè, đúng không? Mà vậy thì ballad cũng không cần ngầu, cũng không cần full band, chỉ cần một cây guitar thế là đủ. Vậy đặt ra câu hỏi là mình làm cách nào để cho cái phần guitar nó không nhàm chán, đúng không? Thì cái phần guitar đó nó phải kết hợp với vocal, gọi là duet đó, trong 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 nhạc của anh gọi là duet. Nghệ sĩ guitar chơi guitar phải chính là cái nghệ sĩ thực thụ, mà Dạ. từng nốt guitar của họ nó phải vừa match với lại âm nhạc của mình, vừa match với melody, mà còn vừa bộc lộ đi cá tính của người nghệ sĩ chơi guitar. Anh muốn làm điều đó, và cái đau đầu của anh là làm sao phối khí từng nốt nhạc như vậy nó cho nó hoàn chỉnh. Thì anh phải mời một người nghệ sĩ guitar là Danh Tú về để hai anh em cùng nhau soạn nhạc. Anh muốn thế này là Tú, anh muốn thế kia là Tú, anh muốn này anh, tức là mình phải nói lên nguyện vọng của mình bằng cái những cái gì mình hiểu biết Dạ. đó. Thì họ sẽ cùng cái idea đó của mình, họ sẽ phát họa lên cái bản thảo, rồi bắt đầu anh em cùng sửa trên đó. Ừ, Thậm hay chí quá. guitar thu thu với anh mấy ngày mà tay sưng hết. Anh hỏi Tú là có áp lực không em, Tú nói là áp lực lắm anh ạ, nhưng mà vui. Hỏi tại sao vui, tại vì em được làm những thứ mà em chưa bao giờ làm, kiểu Trời, thế. mấy ngày luôn hả anh để Mấy thu ngày ra bà đó? thì tại vì phải sửa đi sửa lại chứ không phải, họ thu nhanh lắm nhưng mà chưa ưng em ơi, chưa được, chưa đúng ý. Khó tính quá vậy, anh khó tính nha. Thế vì nó không đã cái nư của mình, mà thậm chí anh nhiều khi anh thấy hay là mình khó tính quá ta. Tú em thấy làm sao? Anh chưa kịp hỏi luôn, anh thấy Tú em thấy làm sao? Tú bảo cho em làm lại đi. Và bản thân bà cũng chưa chưa Dạ. chưa chưa thấy sướng với cái đấy mà. Nhiều Thậm khi chí là bây giờ MV đã ra rồi mà anh Nolesi anh vẫn chưa có ưng luôn nha mọi người, anh vẫn còn muốn thay đổi chút xíu cái thôi à, dạ. và thay đổi từ anh chứ không phải từ bạn. Bạn là ok rồi, giỏi rồi. Dạ, những cái chia sẻ rất là thú vị. Huyền tin là các bạn khán giả theo dõi những chương trình như thế này đó, thì em thấy kiểu như là cái kiến thức âm nhạc của em được khai sáng rồi biết không? Kiểu em thông minh ra mà em nghe nãy Âm giờ anh nhạc dùng mấy cái từ chuyên môn rồi các cái công việc trong cái việc yeah. thu âm của mình đó. Âm nhạc với thời trang nó cũng Dạ. giống nhau mà, nó cũng có những cái cơ bản để làm nên một outfit, thì âm nhạc nó cũng có cái thứ cơ bản để làm nên một sản phẩm âm nhạc hoàn Dạ. chỉnh. Thì mọi người theo dõi và nghe ca khúc này, mọi người cũng rất là thích cái phần rap của Karik. Thì cái Hay phần lắm. này Ừ. là hai người phối với nhau hay là anh hay là viết hay như thế nào ạ? Mình sẽ đưa cái beat nhạc À. cho Karik trước, trong cái beat nhạc đó anh còn chưa có lời. Dạ. Anh chỉ đưa cái ý niệm của bài hát là có lẽ anh chưa từng. Thì Karik mới nói ê chủ đề này hay á. Thế là Karik chắc lúc đó bạn thất tình hay sao đó, anh cũng không rành, chúng đó đang thi rap Có Việt. không ta? Hay tí Thì mình gọi điện cho Carrick mình hỏi thử đi. không nghe Xíu máy nữa. đâu. Đó. Sao không nghe máy? Bận đi quay rồi. Đó đi quay mới không tới đây nè, chứ anh mời rồi. Thế là Karik mới mới feel cái chưa, lúc đó chưa có gửi cho anh cái demo, mà mới gửi cho anh một cái tổng thể lời, là nói lời good nha, lời hay nha, nhất lại câu mà một lần anh vô tình tàn nhẫn giết chết hai trái tim đáng thương đó. Wow. Nó làm cho anh nổi hết da gà cái câu đó. Mình mà cái câu này mà ông sẽ đọc vô trong bài đọc làm sao vậy, Ừ. kiểu vậy. Thì nghe nó rất hay nhưng mà có thể đưa vào nó sẽ bị hơi sến đúng Không, không? ý là mình muốn nghe cái flow và cái Ừ, voice đúng khi rồi. mình đọc trong Đúng này. rồi, đúng rồi. Em cũng chưa tưởng tượng Chính nữa. Karik cái voice đó đã làm cho anh thay đổi cái beat. Đang lúc đầu đang đang là guitar không, thì À. chính cái đó anh nó không được đọc trên guitar không, nhưng cái này nó không có nhấn nhá được Sẽ như bị đó. cao Cho nên trào hơn một anh tí. cho thêm tí, anh nói bạn Justin Tech Nine là một bạn trong ekip của anh, hãy làm thêm beat đó nhưng mà nhẹ thôi, nó dìu, dập dìu theo cái guitar đó để làm sao Karik rap vô nó cái mood nó khác hơn, nó Dạ. hay hơn, và để cái người rapper họ cảm nhận được cái nỗi đau của cái người mà chàng trai trong ca khúc đó. Dạ. Thế là mình hỗ trợ nhau thôi. Rick đã làm tốt nhiệm vụ Rick rồi, anh sẽ phải hỗ trợ Rick để làm sao cái phần của Rick nó còn hay hơn nữa. Và Dạ. rồi anh bè đoạn sau cho Rick lúc mà Rick hát á, Dạ đúng. từ hai con tim nó chưa được phải phai màu đó, thì anh cố gắng anh bè vô đó, anh Hay phối lắm. làm sao cho nó push cái cảm xúc của cái đoạn đó lên cao trào hẳn Dạ. đó, để rớt xuống cái đoạn điệp khúc qua nó lại êm lại.